14, tức là ngày 18 tháng 9 năm Giáp Ngọ. Đại chúng hôm nay có khỏe không? Rất là khỏe, và sợ tối nay về ngủ ngon lắm. Thưa đại chúng, hôm nay chúng ta được cái may mắn là nhân cái dịp lễ khánh mừng, coi như là cái ngày kỷ niệm Bồ Tát Quan Thế Âm, ngày 19 tháng 9. Và năm nay được rơi vào dịp cuối tuần, cho nên chúng ta có được hai ngày trọn vẹn kỷ niệm ngày lễ của Bồ Tát Quan Âm. Thì chúng ta thường quen miệng gọi là ngày vía đó. Thật sự cái ngày vía là mình nói theo một cái danh từ nhân gian, để mình dễ biết cái ngày đó là kỷ niệm của một vị Bồ Tát. Chứ thật sự ra đối với các vị Phật Bồ Tát thì chúng ta dùng cái chữ vía là nó không có đúng lắm. Bởi vì cho người đời thì mới có ba hồn bảy vía đó. Thấy không? Chứ còn đối với Phật Bồ Tát nói theo đúng từ thì chúng ta gọi là kỷ niệm. Tức là cái ngày đó kỷ niệm Bồ Tát đi xuất gia, hay Bồ Tát thành đạo, hay là Phật đản sinh, thì chúng ta gọi là kỷ niệm cái ngày đó. Chứ còn chúng ta dùng cái chữ vía Phật Di Đà, vía Bồ Tát Địa Tạng, vía Quan Âm rồi đó, là mình dùng cho cái bằng cái ngôn từ rất là nhân gian, để chúng ta dễ biết cái ngày đó là ngày vì thôi, ngày gì thôi, chứ còn nó chưa có đúng lắm với cái danh từ mà chúng ta dùng trong Phật học. Thì năm nay á, nếu như thường lệ thì chúng ta lễ ngũ bích danh Quan Âm. Và Pháp Hòa thấy năm nay chúng ta rơi vào một dịp cuối tuần, chúng ta có trọn một ngày để sinh hoạt. Mặc dù hôm nay mình không có thọ giới, mình không có thành một cái ngày tu, nhưng mà từ hồi sáng đến bây giờ là thời gian của mình rất là miên mật, chỉ lễ Bồ Tát thôi. Mà lễ bằng cách là mình lễ cái phẩm Phổ Môn. Cái phẩm Phổ Môn mà mình lễ đó là phẩm thứ 25 ở trong bộ Kinh Pháp Hoa. Kinh Pháp Hoa gồm có 28 phẩm, 7 quyển 28 phẩm, và phẩm Phổ Môn là phẩm thứ 25. Và sau này chư tổ rút cái phẩm đó ra, soạn thành một nghi thức, chúng ta thường gọi là nghi thức cầu an, để dành trì tụng khi có những Phật tử bệnh hoạn thì chúng ta đem cái phẩm này ra để trì tụng. Thì thật sự ra
Bởi vì Bồ Tát Quan Âm thì ai cũng biết hạnh nguyện của Ngài là cứu khổ. Vì vậy cho nên chư tổ mới lấy cái phẩm này ra làm một cái thời kinh để chúng ta tụng, mà chúng ta thường gọi là kinh cầu an. Chứ thật sự ra nếu mà ở cái nghĩa lý sâu sắc thì cái phẩm này dạy cho chúng ta cái pháp tu rất là sâu. Nếu mà quý vị có dịp nghe lại kinh Pháp Hoa giảng về cái phẩm này, sắc thọ tưởng ở trong cái phẩm này Quan Âm á, là phá cái tưởng ấm. Bởi vì ma đó có nghĩa là những cái gì nó ngăn che mình. Thì có một loại ma nó kêu là tưởng ma. Ví dụ như mình ngồi thiền, mình thấy có Phật đến, mình thấy có Bồ Tát tới, mình thấy những cái hình tướng như vậy gọi là sắc, sắc ấm ma. Hình, đó là ma đó nha, chứ không phải Phật nào đâu. Nó là một loại, nó làm cho mình vui, rồi cái mình mất chánh niệm. Rồi nó làm cho mình sợ để mình mất chánh niệm. Ở trong kinh Lăng Nghiêm á, dạy người nào tu thiền là phải đọc mấy cái đoạn này cho kỹ. Để khi mình ngồi thiền mình thấy có những cái gì nó xuất hiện là mình biết nó liền. Mình gọi tới đúng tên nó là nó mất tích liền. Quý vị đọc trưởng lão ni kệ, trưởng lão tăng kệ, các thầy đang ngồi thiền, ác ma đến. Ác ma nói thế này, ác ma nói thế kia, các ngài nói bài kệ đáp lại cái ma nó mất. Thì thật sự những con ma đó, tức là ý nói là những cái con ma mà khi chúng ta ngồi, thí dụ mình ngồi thiền hay là mình niệm Phật, cái mình cảm thấy là Phật á, lấy tay rờ lên đầu mình, trời mình thích quá, đúng ý rồi, nguyện Phật thọ ký, bữa nay Phật tới Phật thọ ký rồi à, mà bữa nay Phật thọ, mà sau bữa nay Phật mới đâu về, tay hơi lạnh. Những cái đó đó, cái đó gọi là sắc ấm. Sắc ấm ma, sắc tức là cái gì mà nó hoặc là xúc ấm, tức là nó va chạm tới người mình. Rồi mình thấy những cái hình ảnh là sắc ấm. Rồi mình cảm tưởng như là có ai đó xung quanh mình đi tới đi lui. Thỉnh thoảng mình tụng kinh cái mình có cảm giác như là có ai đi tới lui. Đó là tưởng ấm. Thì cho nên quý vị cứ nhớ là khi mình đọc kinh đó, mình thấy cái chữ ma đó, thì nhớ là cái ma đây là tức là những cái hiện tượng nó xuất hiện trong khi chúng ta tụng kinh ngồi thiền. Để làm gì? Để nó lường gạt mình, để nó dẫn dắt mình mất chánh niệm. Tại ví dụ như có nhiều người ta niệm Phật đó, ta thích thấy Phật, thì con ma kia nó biết rồi, cho nên nó hiện ra tư tưởng. Cho nên đó, trong cái phẩm Phổ Môn nói nha, nhớ không, người nào bị cái gì thì niệm cái đó, niệm Quan Âm cái tự nhiên nó mất. Tại sao vậy? Tại vì khi mình sợ ma đó thì cái tâm tư mình nó nghĩ tới ma. Vậy đừng nhớ tới ma, trở về niệm Quan Âm, niệm Phật, cái tự nhiên cái tưởng nó hết. Hồi nhỏ mình đi đâu chơi khuya về, mình càng đi nhanh thì mình thấy hình như ma nó rượt theo mình, mà mình càng đi nhanh là thấy ma nó đi càng nhanh tới mình. Tất cả những cái hiện tượng đó đều là tưởng ấm. Sắc thọ tưởng, hành thức, vân vân, nó là những hiện tượng. Cho nên khi mình ngồi thiền, mình tụng kinh, mình niệm Phật, có những cái hiện tượng gì lạ lạ đó, đừng mừng, cũng đừng sợ, mà phải biết rằng tất cả những cái này là những cái hiện tượng không, nó chỉ lừa gạt mình thôi. Vì vậy mà nhớ lời chư tổ dặn, trong khi ngồi thiền niệm Phật, thấy ma thì phải giết ma, thấy Phật phải giết Phật. Và chữ giết đây có nghĩa là đừng nghĩ tới nó, đừng suy nghĩ tới nó. Nó không có thật, nó chẳng qua là do mình tưởng thôi. Mình chưa bao giờ thấy Phật thiệt. Bây giờ mà quý vị nhắm mắt lại, quý vị thấy được Phật Di Đà, đó là do toàn là do từ nhỏ tới lớn mình đi chùa thì mình thấy hình Phật Di Đà đó đứng đưa tay vậy, là cứ nhắm lại nói Phật Di Đà là mình nhớ cái hình một vị mà đứng đưa ra vậy, mà không có vị nào giống vị nào đâu. Bây giờ đem cả chục tấm hình Phật Di Đà ra, mỗi ông họa sĩ ông vẽ xong đem ra, ông tấm nào giống tấm nào hết. Nhưng mà mình biểu tượng, mình biết tất cả những hình ảnh là biểu tượng. Thí dụ như mình Đức Quan Âm á, thật ra Ngài đâu phải người nữ, Ngài là người nam mà. Quan Âm là một thái tử mà, đi tu mà, thành Phật, thành Bồ Tát mà. Nhưng mà tự nhiên lọt qua tới Trung Quốc, Việt Nam, cái vẽ hình Quan Âm thành nữ hết. Tại sao? Tại vì người Trung Hoa và người Việt Nam á, là luôn luôn
lấy cái lòng từ bi biểu tượng cho tình mẹ, cho nên người Việt và người Trung Hoa phát họa Đức Quan Âm thành người nữ. Chứ còn nếu quý vị đi qua bên Tây Tạng, đi qua các nước khác mà người ta vẽ Đức Quan Âm là thân tướng nam mà, thì lúc đó mình làm, mình đừng có làm, mình nói mấy chùa này tôi xài thờ sai, qua Việt Nam tôi thờ đúng. Vì mình nghĩ rằng Ngài là biểu tượng cái gì thì chúng ta phát họa ra cái đó. Rồi cái người Trung Hoa người ta thích một cái người mà nhân hậu, là mặt phải tròn trịa, cổ phải đủ ba ngấn. Nhưng mà khi mà qua người Việt mình nói không, cái đó không đẹp. Mình gọt lại cái diện sao cho ốm ốm mà tai thon thon. Nhưng mà đối với người Trung Hoa đó, cái đẹp, cái nhân hậu của một người là mặt tròn, cổ có ngấn. Còn nếu mà Ấn Độ thì quan niệm sao? Cái người nhân hậu là mũi cao, nhân hậu sâu mà môi phải dày. Cho nên anh vẽ hình Phật môi nào cũng dày. Còn đối với mình là môi mỏng mới đẹp, môi mỏng nó tám dữ lắm. Cho nên là mình nhớ là cái phẩm Phổ Môn mà chúng ta lễ đó là một cái phẩm ở trong Kinh Pháp Hoa Chư Tổ mang ra để làm thành một cái nghi thức cầu an để cho chúng ta tụng. Và vì chúng ta muốn dùng trọn vẹn cái kỷ niệm để làm gì? Ở đây thì mình không có làm lễ long trọng, nhưng mà cái tâm thành của chúng ta nhân cái ngày này chúng ta trở về chùa lại Phật trì kinh, để chúng ta, đó là cái cách mà một trong những cách mà chúng ta tưởng niệm Ngài. Chúng ta làm một cái lễ long trọng cũng được, nhưng mà nếu chúng ta làm đơn giản cũng được. Giống như mình ở đây, năm nào ba ngày lễ của Bồ Tát thì chúng ta cũng làm đơn giản bằng cách là trở về chùa tụng kinh lễ Phật. Và chúng ta lễ cái phẩm này. Và phẩm này gồm có 2076 chữ. Và từ cái phẩm mà từ cái chữ là Diệu Pháp Liên Hoa Kinh Quán Thế Âm Bồ Tát Phổ Môn Phẩm, cho đến đoạn cuối cái phẩm đó là 2076 chữ. Và hình như hôm nay từ sáng giờ lại được 1.300, chắc khoảng 1.300 lại, 1.350 gì đó. Thì cái cách mà quý vị lại để cho đừng có mệt á, là mình thứ nhất á là mình xướng danh Bồ Tát. Ở đây mình lại là để cho quý vị có cơ hội niệm danh hiệu của Ngài. Thật ra mình cũng niệm Bồ Tát dữ lắm, nhưng mà đêm mình niệm chừng vài câu là mình ngủ à. Ít có khi nào mình ngồi xuống mình niệm cả mấy giờ đồng hồ lắm. Nhưng mà ngày hôm nay là cơ hội à, cơ hội thay vì biểu niệm ngồi mà niệm không thì ngủ. Bởi vì cứ ngồi chỗ niệm là thế nào cũng ngủ. Nhưng mà mình có đứng lên lại xuống là một phương pháp vừa sanh phước, vừa được gọi là exercise, thể thao, thể dục gì đó ha. Nhưng mà chúng ta lễ xuống và chúng ta xướng danh, mà khi mà mình xuống phân nửa rồi, khi mình xuống hết người á, thì mình thở ra bằng miệng. Tại vì khi cái gối của mình á, cái đùi của mình nó ép cái bụng của mình á, mà mình không có thở ra thì mình mệt lắm. Cho nên thở nhẹ ra rồi mình đứng dậy. Lễ như vậy đó, mình lễ 400-500 lại là không có mệt. Tại vì mình lễ từ tốn, mà mỗi cái lễ của mình xuống mình có thở. Rồi cái vị chủ lễ mới sướng là thí dụ như là Quán Thế Âm thì Nam Mô Quán, thì mình đáp Quán Thế Âm Bồ Tát. Lại 100 cái mình niệm được 100 danh hiệu Quan Âm, mà lại được 100 lại. 200 thì mình niệm được 200, cho nên đừng có làm thinh mà niệm lại. Trừ khi nào á, những người lớn tuổi người ta mệt, người ta không có lại, còn mình còn trẻ còn khỏe, có cơ hội niệm danh hiệu của Bồ Tát thì chúng ta cố gắng chúng ta niệm và chúng ta lại. Cho nên khi mình làm như vậy đó là một cái phương pháp và một cái cơ hội để cho chúng ta lại Phật, niệm danh hiệu của Ngài, lại Bồ Tát, niệm danh hiệu của Bồ Tát. Và trong khi lễ như vậy thì chúng ta khởi tâm, nếu chúng ta có những cái điều ước nguyện nào, thí dụ như mình đơn giản lại xuống, nguyện cho con tội diệt phước sanh. Con người mình sống có hai phần, hễ mà
phước nhiều thì tội giảm, mà tội sanh thì phước giảm. Tại vì thí dụ như bây giờ mình lo thời gian của mình, mình lo mình làm phước thì mình đâu có tạo tội. Rồi mình lo mình tạo tội thì đâu có giờ để làm phước. Bởi vì một ngày mình có 24 giờ mà ăn rồi ngủ rồi đi làm đi việc gì đó là hết bao nhiêu rồi. Rồi cái miệng của mình nói năng không có giữ lời, không có giữ ý, thấy không? Thành thử mình có thể tạo ra những cái lỗi do cái miệng. Cho nên đây là cơ hội để chúng ta đừng nói những cái gì nữa. Cho nên thí dụ một ngày hôm nay mà chúng ta trở về, chúng ta lại từ hồi 9 giờ sáng tới bây giờ, và thời gian mình nghỉ là có 1 tiếng thôi, cái khoảng nào mà nhiều lắm là 1 tiếng rưỡi, rồi sau đó chúng ta trở lên, chúng ta hành trì tiếp tục, thì đại chúng cứ nghĩ là cả ngày hôm nay á, mặc dù cái thân mình nó có hơi mệt, tại vì mình chưa có quen, lâu lâu mình mới lễ cái kiểu này ngày ngày, nhưng mà quý vị thấy tâm hồn an lạc lắm. Cả ngày nay mình không có lo lắng, mình không có bận rộn gì hết, đi tới lui trong chùa và chúng ta lo lễ Phật thôi. Không biết có ai có cảm nhận như vậy không? Còn riêng Pháp Hòa là mình cảm nhận, mặc dù mình lễ, những lúc mình mệt và ngồi tĩnh xuống 10 phút tự nhiên khỏe trở lại. Rồi mà tâm hồn của mình ngày hôm nay không lo lắng, không bồn chồn, không rầu rĩ chuyện gì hết. Mình an lạc được cái tâm của mình. Cho nên tu hành đó, ở trong chùa đó, mình siêng tụng kinh, mình siêng lại Phật, mình siêng ngồi thiền, mình siêng trì chú đó, là cái giờ phút để chúng ta tội diệt phước sanh. Tại vì mình không có làm lỗi. Còn nếu như đó, mà mình có làm công quả đó, thì cái giờ phút đó làm phước, nhưng mà cái phước đó mình làm ở cái thân, mà đôi khi nó không có cái cơ hội để mình tu cái miệng. Cho nên coi vậy đó, mình làm công quả đó cũng tốt á, sanh công phước đó, nhưng mà nó chưa thù thắng bằng khi chúng ta có cái cơ hội đem cả thân, cả tâm, cả miệng của mình trở về một mối để mình hành trì. Thì vậy cho nên làm gì làm rồi chúng ta cũng tranh thủ công quả, thì chúng ta phụng sự cho mọi người, gọi là phụng sự chúng sanh. Nhưng mà cái hạ thủ công phu thì không thể thiếu, bởi vì giờ phút mà chúng ta hạ thủ công phu là giờ phút chúng ta huân tập. Nhất là mình thấy là khi mà mình tu tập á, và mình thấy cái cơ hội mà mình được ở trong một cái quốc độ hay một cái địa phương mà thường xuyên cho mình cái thời khóa để mình tu tập á, mà mình không có theo như vậy thì nó uổng. Trong khi đó có những nơi người ta không được cái cơ hội như vậy, người ta rất là trông mong những cái thời kinh, những cái giờ sinh hoạt, còn chúng ta có thì chúng ta trân trọng. Thưa đại chúng, đó là cái ngày hôm nay chúng ta qua được 4 thời, tức là hồi sáng 9 giờ lại cho đến 11 giờ rưỡi rồi chúng ta dùng trưa nghỉ ngơi, 1 giờ lại cho tới 5 giờ, hồi chiều này là 1 giờ lại tới 5 giờ đó, tại thì cúng thí thực luôn. Rồi 5 giờ xuống rồi dùng cơm, rồi 6 giờ trở lên, 6 rưỡi trở lên lại tiếp cho tới 8 giờ 15 đó. Rồi tối nay là nghe pháp thoại là cái sinh hoạt cuối, rồi chúng ta nghỉ ngơi. Ngày mai sáng mời đại chúng ai rảnh trở về chùa buổi sáng sớm, thay vì chúng ta lại vạn Phật thì ngày mai chúng ta tiếp tục lại phẩm phổ môn. Đoạn cuối nữa là xong. Rồi chúng ta chuẩn bị cho khóa lễ. Và đặc biệt ngày mai á, là chúng ta chính thức cử hành lễ tưởng niệm Bồ Tát đúng ngày 19 tháng 9. Và đồng thời cũng là chúng ta cúng dỗ Tổ sư Khương Tăng Hội. Thì như Pháp Hòa Thông có 2-3 tuần trước, thì khi mình học về cuộc đời của Ngài Tăng Hội đó, thì chúng ta biết là Tổ sư viên tịch vào tháng 9, và sau này thống nhất cái ngày lễ của dỗ tổ đó là ngày rằm. Thì chúng ta ngày rằm là qua cách đây mấy ngày rồi, bị rằm ngày thường. Thì nhân cái cuối tuần này lễ Viếng Quan Âm cũng là chúng ta kỷ niệm lễ dỗ luôn. Thì ngày mai sau khi mà chúng ta làm lễ buổi sáng rồi, thì chúng ta nghe pháp thoại xong thì tất cả cùng ra hậu tổ dân hương tưởng niệm Tổ sư Khương Tăng Hội, vị tổ đầu tiên của Thiền Tông Việt Nam.
và sau đó chúng ta cúng linh, thì dùng cơm dọn dẹp xong thì chúng ta chuẩn bị khoảng 1 giờ thì chúng ta sẽ ra tu viện Tây Thiên ở ngay Bảo Đài Quan Âm, chúng ta sẽ làm lễ ngoài đó. Thì rất hiếm có khi chúng ta vào một cái ngày kỷ niệm Bồ Tát rơi đúng ngay ngày cuối tuần và được ngày Chủ Nhật mà trời cũng còn ấm trước khi vào mùa đông. Chứ còn 19 tháng 2 thì chưa chắc chúng ta ra được, tại lạnh quá. Dạ, thì cái ngày mai là cái cơ hội để chúng ta trở ra thăm tu viện Tây Thiên. Những vị nào ít đi đó, thì ngày mai là cơ hội để đi thăm Tây Thiên trước khi vào mùa đông. Thì tối hôm nay Pháp Hòa và cùng đại chúng chúng ta học hỏi thêm một cuộc đời nữa của một vị thánh ni. Thánh ni tên là Kisa Gotama. Chữ Kisa nghĩa là ốm gầy. Gotama là dòng họ Gotama, tức là nghe cái này thì chúng ta biết rằng vị ni trưởng này có liên hệ dòng dõi với Phật của chúng ta, bởi vì Đức Phật cũng thuộc dòng dõi Gotama. Bởi vì ni sư lúc còn ở ngoài đời chưa đi tu ốm nhom ốm nhách, thì cái tiếng Ấn Độ người nào ốm thì ta gọi là Kisa. Cho nên để xác định Kisa này không phải Kisa nào khác, phải Kisa ốm, cho nên gọi là Kisa Gotama. Giống như mình bây giờ ở trong chùa mình đó, có nhiều người, thí dụ như là ở chùa mình là có 3 cô hồng cho nên là cô mà cười giòn, thiệt là giòn, chúng ta kêu hồng giòn. Rồi dây cô nào mà đi tới ngã tuần nào cũng tới công quả vào cái giờ đó, cứ ngày thứ tư là 2 giờ là thấy nghe bấm chuông là biết là cô đến rồi đó, cô phụ việc trong chùa, công quả trong chùa, thì chúng ta gọi là hồng 2 giờ. Thí dụ vậy. Thì có nhiều khi mình thấy cái chú đó cao nhất chùa, mình kêu là chú năm cao, thí dụ vậy. Thì cái chữ Kisa nghĩa là ốm, gầy. Và cô này thuộc dòng Gotama, cho nên là Kisa Gotami. Gia đình của cô nghèo, ở thành Xá Vệ, thuộc dòng Gotama. Vì thân hình mỏng manh yếu ớt nên người ta gọi bà là Kisa, có nghĩa là ốm gầy. Khi đến tuổi trưởng thành, bà được gả cho một người con trai của một thương gia, và đúng lúc hạ sinh một con trai. Và người con trai này lớn lên, khi biết bắt đầu biết nói chút chút, biết chạy chơi, thì đột ngột đứa bé qua đời. Thì khi mà đứa nhỏ qua đời như vậy đó, thì cô thương lắm, cho nên cô ôm đứa nhỏ này trong lòng và không có muốn đi chung. Và cô đi bất cứ tới tất cả những cái nhà lương y, cô gõ cửa để xin các vị lương y có thể giúp cho cô cứu được đứa con của cô. Thì có một vị tôn giả, tức là một vị thầy, một vị đệ tử Phật, nghĩ rằng chỉ có Đức Phật mới có đủ khả năng khai ngộ cho cô. Cho nên vị tôn giả này đã nói với cô rằng á, nếu mà cô muốn cứu con cô thì không có ai khác ngoài Đức Thế Tôn. Hiện đang ở tu viện Kỳ Viên của ông Cấp Cô Độc và Thái tử Kỳ Đà. Cô nên đến đó đi, Phật sẽ giúp cho cô cứu lành con của cô. Thì cô nghe như vậy cô mừng quá. Cô chạy tới Đức Phật, cô đặt đứa nhỏ ở trước Đức Phật và lạy Đức Phật, xin Đức Phật ban pháp lành để cứu đứa con con. Thì Đức Phật mới nói rằng: này bà chị, bà chị thân mến, có một món thần, có một món thuốc thần hiệu chắc chắn chữa được lành. Như Lai sẽ hàn gắn vết thương lòng của bà chị. Chỉ cần tìm cho Như Lai một ít hạt cải từ bất cứ nhà nào trong thành này. Bà nghe như vậy bà mừng quá, bà nói: trời ơi, tưởng chuyện gì chứ, hạt cải thì đâu có khó, để con đi xin. Thì bà vừa đứng dậy bà đi thì Đức Phật nói: tôi nói chưa xong, chị nhớ là phải xin hạt cải ở những gia đình nào mà
chưa hề bao giờ có người mất. Thì bà nghe như vậy thì bà cũng đi. Bà gõ cửa hết tất cả những nhà trong thành đó, thì nhà nào cũng nói: trời ơi chị, nhà em hạt cải thì khối, không có thiếu, nhưng chị rất tiếc là ông cố em mất. Rồi đi tới nhà khác thì nhà khác nói: trời ơi, tôi thì cô muốn bao nhiêu hạt cải cũng được, chỉ có cái điều là gia đình tôi có mẹ mất. Nói chung thì đi tới nhà nào gõ cửa thì người ta sẵn lòng người ta cho những cái hạt cải. Nhưng mà rất tiếc là cái điều kiện mà cô muốn là chưa bao giờ nhà mà không có người mất. Bây giờ quý vị kiểm lại coi có đúng không? Giờ ngồi đây đó. Hay là bây giờ mình hỏi hết cái dân em mình tình, có gia đình nào mà chưa bao giờ có người mất không? Chắc không có. Nhưng mà lúc mà người ta đến với mình, mình khuyên người ta, có thể người ta nghe chưa thấm. Nhưng mà để cho người ta, thì Đức Phật đã dùng cái phương tiện, thay vì ngồi thuyết cho cô nghe, thì trong khi cô đau khổ, Phật nói Phật nghe, chứ còn chắc chắn là cổ sẽ không nghe. Nhưng mà Phật phương tiện và khai thị cho cô bằng cách là: cô hãy đi xin cho tôi những cái hạt cải, rồi về tôi bắt đầu dùng hạt cải tôi làm phép. Nhưng mà với điều kiện là những hạt cải đó phải ở từ những nhà chưa có người mất. Thì cuối cùng cô đi suốt cả tuần lễ không được, thì cô ngộ ra một điều: ở trên thế gian này không có người nào, không có gia đình nào mà chưa phải đau khổ bởi cái cảnh sanh ly tử biệt. Chưa có gia đình nào mà chưa nhỏ những giọt nước mắt để đưa tiễn người thân của mình. Thì cô cũng bây giờ chỉ là một trong những số người này thôi. Và cô đã đi đến bãi Tha Ma, cô để đứa nhỏ xuống ở trong bãi Tha Ma. Và thưa đại chúng là ở bên Ấn Độ, người ta có 5 cách để mà an táng một con người. Đặc biệt Ấn Độ không có quan tài. Bên Ấn Độ không có quan tài nha. Nếu ai mà lỡ mất ở bên Ấn Độ á, chẳng hạn như vừa rồi á, có qua biết có quý sư cô qua bên đó đi học, rồi mở cái bình ga á, nấu ăn á, bình ga nổ, chết 2 sư cô. Thì bây giờ muốn đưa 2 cô đi về lại nước Việt Nam thì đâu có cách nào. Cho dù muốn đưa cả xác về thì cũng phải có cái quan tài. Thì cuối cùng không có quan tài. Ấn Độ đâu có quan tài, cho nên mới đi mua dán về đóng một cái giống như cái hộp vậy đó, rồi làm cái lễ hỏa táng xong rồi đem hài cốt về Việt Nam. Bởi vì bên Ấn Độ một cái người mất là người ta lấy vải trắng, người ta quấn vô cái xác, rồi sau đó người ta mang đến một cái ngọn lửa đó, người ta chất củi lên, người ta đốt cái xác đó đi. Rồi sau đó người ta đem cái xác đó, dù cháy chưa hết, cháy khá khá rồi đó, thì người ta đem, người ta vứt ở dưới cái sông Hằng đó, cho nó trôi lên bền trong sông Hằng, rồi nó đưa ra biển cả. Con bò chết cũng đem xuống đó, con trâu chết cũng bỏ xuống đó, người chết cũng bỏ xuống đó. Rồi mỗi ngày ra đó lấy nước đó uống, tắm rửa, khỏe mạnh. Vì người ta quan niệm là nước sông Hằng là nước thánh, cho nên chỉ cần đời người, người nào trên đời này mà có tội mà ra sông Hằng mà tắm rồi là hết tội. Và người ta chẳng những vậy mà người ta lấy cái nước sông Hằng người ta mang về người ta uống. Cho nên ở bên cạnh sông Hằng có những cái quán bán những cái bình 4 gallon giống như cái bình sữa mình đây bây giờ mà 4 lít á. Bán bình không vậy đó, để cho mình mua về rồi mình hứng cái nước đó mình đem về cho người thân uống. Chảy dạng như người thân không đi được hoặc do bệnh tật, rồi bây giờ muốn hết bệnh muốn cái nước đó về uống hết, mà còn hết thở hết gì mà không biết, phải không? Thế thì bên Ấn Độ có 4 cách chôn, 4 cách an táng nha. Hồi nãy vừa nói mới có một cách, đó là cách hỏa táng. Cách thứ hai là gì? Là điểu tán, là như cái cô Kisa Gotami này làm á, tức là đem ra cái bãi Tha Ma để đó, rồi con chim, con quạ, con chó, con gì đó
nó tới nó ăn cái xác đó đi, rồi từ từ hết điểu tán. Cách thứ ba là gì? Thủy tán là đem bỏ xuống sông cho trôi ra biển, cá ăn rồi vậy đó. Rồi cách thứ tư, cách thứ ba rồi phải không? Cách thứ tư là gì? Là phong tán, đem treo lên trên cây. Không có chôn nha, không có thổ tán nha. Không có thổ tán, mình bây giờ là mình thổ tán, tức là mình đem xuống đất mình chôn. Ấn Độ không có chôn. Ấn Độ là hỏa tán, thủy tán, điểu tán, thi lâm tán, bỏ vô rừng. Còn không nữa đó là phong tán, tức là treo lên cây. Rồi lâu ngày tự sát nó khô, nó quéo vậy đó, tùy. Như hôm rồi đi Ấn Độ, Pháp Hòa mới đi ngang, đi vô một cái làng rất là nghèo, để cho học sinh tập vở giấy viết. Đi ngang một cái nhà đó, đang ngồi ăn cơm bốn người, mà mình nhìn kỹ lại là một con trâu chết, mà chết không biết từ đời nào, mà dồi tuột nó sanh ra rồi nó thối lên. Vậy mà ta ngồi ta ăn cơm bên cạnh nó ngon lành vậy, phải không? Thì ở bên Ấn Độ đó, người ta quen như vậy. Thì cái cô này á, tại bố bà nói thêm thôi, tức là cổ hiểu đạo rồi, bây giờ cổ chứng nhận được cái chân lý rồi, thì bây giờ cổ phải giải quyết chứ. Nhưng mà nếu mà cô giải quyết theo mình á, theo người Việt của mình á, thì đi chôn, còn không thì đi thiêu theo Ấn Độ. Nhưng mà có lẽ gần đó có cái bãi tha ma, cho nên cô đem đến đó cô rải. Tới bây giờ á, ở bên Trung Quốc á, có một cái tỉnh mà sát với Tây Tạng đó, và người phần lớn là người dân ở đó là người Tây Tạng. Cái kỳ mà bị động đất chết rất nhiều đó, thì người ta cũng dùng cái cách đó. Và có một vị ra ngồi ở ngoài cái bãi tha ma, lấy cái búa chặt từng khúc ra, tay chân rồi chặt từng khúc ra, thay vì để nguyên mà chặt ra. Xong rồi họ vứt đầy ở trên cái ngọn núi đó, mình thấy xác lên trên hết. Rồi bắt đầu có những con chim, con gì đó nó ăn, vì cái cách đó là cái cách của người ta. Mình không thể nói là trời ơi, sao mà người ta khủng khiếp vậy, dã man vậy, không. Cái đó là cái một trong những cái phong tục. Rồi một trong những cái phong tục. Chẳng hạn như Pháp Hòa nói ví dụ như là người Mỹ ở đây á, hồi xưa họ ăn con cá hay ăn con gà đó, họ đâu có ăn đầu, họ đâu có ăn chân, họ đâu có ăn đồ lòng. Họ chỉ ăn cái mình con gà vậy thôi, cái đùi gà cái mình con gà thôi. Bắt đầu người mình nhập cư qua bắt này, cái mình thấy họ dục đùi chân gà, đầu gà, mình xin riết, giờ họ biết mình ăn rồi thì sao, họ bán cho mình. Mà chẳng những bây giờ họ bắt đầu cũng biết ăn luôn. Mà hồi đó họ nói trời ơi, ăn gì khủng khiếp quá, chân gà cũng ăn. Dạ nói chân gà là chuyện nhỏ, tôi ăn tới chân heo nữa kìa. Mình ăn nghĩa là cái gì, thì mình nói cái gì, thì người Mỹ họ sẽ nhìn mình trời ơi, ăn gì khủng khiếp quá, chân cũng ăn, đuôi cũng ăn. Thì cái phong tục thôi, cái phong tục thôi, chứ hồi người Mỹ họ đâu có ăn mấy cái đó. Hồi mà quý vị mấy anh chị nhớ, hồi 20-30 năm trước mình qua đây là mình đâu có phải mua mấy cái đó, phải không? Ngay cả xương bò, xương heo, da mỡ gì nó vứt hết. Rồi mình cứ thấy nó vứt là mình rước thôi. Riết bây giờ họ biết giờ cái gì cũng bán. Rồi bây giờ họ mới đầu họ cũng nói mình, họ nói trời ơi, sao người Á Đông ăn khủng khiếp quá, ăn cái gì mà ăn chân, ăn đuôi, ăn nguyên cả bộ đồ lòng ăn hết. Nhưng mà họ ăn xong rồi. Thì Pháp Hòa nói trở lại để chúng ta thấy rằng mình thấy những cái hình ảnh mà người ta chặt như vậy thì mình nghĩ là họ khủng khiếp quá. Nhưng mà thì Pháp Hòa ví dụ như vậy để cho chúng ta sống ở một cái quốc độ nào lâu ngày riết rồi cái nó quen. Chẳng hạn như mình ăn bây giờ là phải có đũa, có chén, có muỗng. Chứ người xưa bên Ấn Độ người ta ăn bóc, mà người ta quy định cái chuyện ăn bóc của người ta đàng hoàng. Tất cả những cái gì thuộc về ăn đưa vô miệng là tay phải. Tay trái chỉ làm chuyện vệ sinh. Cho nên mình đưa cái gì cho người ta mà đưa tay trái á, là người ta sẽ giận mình. Tại vì người ta nghĩ mình bất kính người ta, mình coi thường người ta. Cho mình biết vậy cũng tốt, để mình gặp những cái người ở trong cái truyền thống đó, mình nhớ đưa cái gì là đưa tay phải. Còn không là mình đưa bằng một cách trân trọng là hai tay, chứ đừng cầm tay trái mà đưa, thì họ nghĩ rằng mình không có trọng người ta.
Thì người ta quy định đàng hoàng, người ta ăn bốc nhưng mà bốc có quy định. Thì đại khái là như vậy. Thì khi mà cô để đứa nhỏ xuống rồi thì cô về cô gặp Phật. Thì Đức Thế Tôn hỏi: ủa, con của bà chị đâu rồi? Nói: dạ bạch Đức Thế Tôn, con đã giải quyết rồi, con đã an táng rồi. Hỏi: tại sao cô an táng? Nói: tại vì bây giờ con đã hiểu cái chân lý của cuộc đời là người có sống thì phải có chết, và cái chết không hẹn với bất cứ ai. Con ra cái bãi tha ma, con thấy quá trời xác con nít 2-3 tuổi bằng con của con, hay là những cái người già, người trẻ, người sồn sồn, thậm chí người khỏe mạnh, vân vân, có mặt đầy đủ. Cho nên rồi cô bắt đầu cô đi xin xuất gia. Thì trong khi mà cô đi xuất gia như vậy đó, thì có một hôm á, cô ngồi thiền ở trước một ngọn đèn. Thì khi mà ngọn đèn tắt đi thì cô chứng đạo. Cô chứng cái gì trong khi cô thấy ngọn đèn? Vì cô thấy rằng khi chúng ta đem một ngọn đèn ra, chúng ta bật lên ngọn lửa thì chúng ta nói bắt đầu đốt đèn. Nhưng mà thật sự ra trong khi đèn đã bắt đầu đốt thì nó cũng đang dần đi tới chỗ hoại diệt. Tại vì khi ngọn đèn đốt lên như ý mình thì sáp nó phải tiêu hao, và từ từ ngọn đèn nó sẽ tàn lụi. Cho nên trên đời này á, cái gì bắt đầu thì cũng có nghĩa là nó đang khởi điểm trở về cái nguyên thủy của nó. Chẳng hạn như chúng ta đây, ví dụ mình thức dậy, xin lỗi, mình sinh ra đời, rồi mình lớn lên, mình nói mình thành người lớn, thành thanh niên, thành người lớn. Nhưng mà trong khi mình trưởng thành thì có nghĩa là chúng ta cũng đang lùi dần tới cái sự già nua bệnh tật của mình. Hay là mỗi một ngày, mỗi một năm chúng ta chúc mừng sinh nhật, không? Nhưng mà thật sự cái chữ chúc mừng sinh nhật là một cái danh từ chúng ta nói để vui thêm tuổi, chứ thật sự ra nó là một sự âm thầm buồn bã. Chúng ta đã thêm một tuổi và chúng ta đang lùi dần về cái điểm cuối của mình. Chứ đâu có gì đâu mà nếu mà nói tận cùng thì cái ngày sinh của mình có gì vui chút. Nếu mà nói cho đúng ra là chi buồn. Đó là trời, thêm tuổi, thêm một tuổi có nghĩa là. Cho nên có một cái bài hát cô hay hát đó, đại chúng đó, không? Mỗi khi mà mỗi một năm á, mỗi một năm mà mẹ thêm một tuổi là con biết là mẹ sẽ gần tới cái ngày già nua và con sẽ xa mẹ. Con biết rằng con muốn mẹ bên mình nhưng mà thật sự không thể được. Ví dụ như vậy. Rồi bây giờ khi mà mình thắp cái ngọn đèn lên rồi thì mình thích quá là tại vì nó cháy theo ý mình. Nhưng mà thật sự trong cái cháy đó nó cũng đang lui về, nó đang dần tới cái chỗ mòn của cây đèn. Rồi bây giờ chúng ta lấy cái tay chúng ta quạt cây đèn. Khi mà chúng ta quạt cây đèn nó tắt cái ngọn lửa, nhưng mà cái gì nó còn? Cái tim nó còn chút xíu lửa đó. Mà nếu mình để yên như vậy đó thì mặc dù mình chưa tắt nhưng mà cái tắt nó chưa thật tắt á, nó còn thì nó sẽ làm lụng cái đèn, nó làm mòn cái tim đèn. Đó, giống như Pháp Hòa đọc cái câu chuyện này, cái nãy Pháp Hòa đang lễ, cái Pháp Hòa nhìn cái cây đèn mình để trên bàn thờ vậy đó, thấy ảnh to tướng như trên làm ăn gì cũng được. lửa yếu xìu, phải không? Và khi mình tắt mà tắt không kỹ, nó đã, cái tim nó đã rất là dở rồi á, và cái sáp nó dở, cái tim nó dở đó, mà mình tắt không kỹ nữa rồi á, một lát á thì cái tim nó trụi luôn, không có còn thấy để mà chúng ta dùng được. Thì cô Kisa Gotami nhìn cái cây đèn đó mà chứng đạo. Chứng đạo ở cái điểm gì? Tất cả mọi sự tương hợp trên đời này đó, nó đều có những cái mà chúng ta gọi là bắt đầu á, thì ngay cái giây phút bắt đầu cũng là giây phút cuối. Ví dụ như bây giờ mình nói mình đi xe bus á,
mình rời khỏi cái trạm A, nó đang đi tới trạm B, nhưng mà thật sự ra nó rời cái trạm B á, thì nó cũng đang trên đường trở về lại cái trạm A. Thế thôi. Cho nên cuộc đời này á, chúng ta lớn lên rồi chúng ta mừng quá, nhưng mà thật sự chúng ta đang đi dần tới cái chỗ tận cùng, rồi chúng ta trở lại. Cái pháp tu của ni sư Kisa Gotami á, là tu khổ hạnh. Thì cái chữ khổ hạnh đó là chúng ta dùng để gọi những vị nào mà thực hiện những cái cách tu. Và đúng cái danh từ nhà Phật đó, chúng ta gọi là hạnh đầu đà. Chữ đầu đà đó là tiếng Ấn Độ mà chúng ta phiên âm lại. Đúng cái chữ đó, chúng ta đọc là Dutta. Dutta là tiếng Phạn. Rồi mình âm cái chữ Dutta là đầu đà, dịch nghĩa là khổ hạnh. Cái hạnh khắc khổ. Cái hạnh, chữ khổ là gì? Chữ khổ này không có nghĩa là, thí dụ như có nhiều người ngoài hồi xưa Phật cũng đã từng tu khổ hạnh, nhưng mà cái cách tu khổ hạnh của các vị ngoại đạo á, là sao? Người đang khỏe mạnh vậy nè, lấy sợi dây cột một chân treo lên cái cây cho nó thòng toàn ten vậy đó. Rồi đưa một, khi mà nó trỏng cái đầu xuống vậy nè, biết không? Rồi chắp tay tụng kinh, nghĩ rằng á, ở trên mà thấy mình khổ vậy đó, rước mình về trên kia sớm. Mà thiệt sự rước sớm á, tại tu kiểu đó chết sớm rồi đi sớm vậy đó. Không? Rồi lấy cái cây gai đập vô trên người, cạo lên trên người cho máu chảy, hay là ngồi ở trong đống sình, vân vân, mong đem những cái khổ cực về cái con, cái thể xác của mình như vậy, để cho ở trên thấy mình khổ hạnh như vậy rồi cho mình về trên kia ở cho sướng. Đức Phật tu cái cách đó rồi, Phật thấy không có kết quả. Cho bây giờ mình mà quan niệm là tu mà hành thân ép xác kiểu đó là Phật quở, dở trong kinh, những bộ kinh trung bộ ra, thì chúng ta sẽ nghe Phật nói rằng: các thầy, những cách đó tôi đã qua hết rồi. Nhưng mà đây là hạnh đầu đà mà theo các vị tôn giả đệ tử của Phật tu nè. Các ngài không phải là không ăn, nhưng mà thay vì ăn ngày hai cử, ba cử, bốn cử snack, à, ăn chơi, ăn lặn, ăn vặt á, thì các ngài ăn một ngày một cử thôi. Đó, cái đầu đà khổ hạnh của các vị tôn giả theo Phật giáo là thay vì mình ăn nhiều lần, mà ăn nhiều thì quý ngài thấy rằng thứ nhất là mất thì giờ, thứ hai là béo phì, thứ ba là buồn ngủ, không có tu hành, không có ngồi thiền tụng kinh được, thứ tư là cực nhọc cho đàn na tính thí, cúng dường rồi vậy đó. Cho nên quý ngài nguyện tu một ăn ngày một bữa, hễ mà quá giờ ngọ là không ăn, tức là từ buổi sáng sớm cho đến 12 giờ trưa. À, muốn ăn giờ nào cũng được, mặn cử thôi. Mà hễ mà qua 12 giờ rồi thì nhịn chứ không ăn nữa. Đó là một cách. Rồi cách thứ hai á, là các ngài tìm những cái chỗ vắng vẻ ở, chứ chỗ đông thì các ngài đi. Ví dụ như giờ đối với các ngài mà tu hành đầu đà đó, lên Tây Thiên ở yên tĩnh, rồi đến khi nào mà gặp cái mùa tu đông đảo thì quý ngài kiếm chỗ khác, ví dụ như đi vô trong rừng á, cất cái chòi hay treo cái liều gì đó ở trong đó yên tĩnh. Tức là quý ngài thường thích ở những nơi vắng vẻ yên tĩnh, chứ những nơi ồn ào thì quý ngài tránh. Cách thứ ba là quý ngài nếu mà ở ngủ thì những cái chỗ mồ mả, ví dụ như đi vô trong nghĩa trang á, ở trong những cái bên cạnh những cái mồ vậy thôi, ở cho nó không có bị ràng buộc gì vấn đề chỗ ở. Nếu mà ngồi thì thường ngồi ở những chỗ trống trải, lộ thiên. Rồi quý vị này nằm nhiều hơn, à xin lỗi, ngồi nhiều hơn nằm. Nằm không phải khổ hạnh nha. Quý ngài tu khổ hạnh là ngồi nhiều hơn nằm. Kiểu như cô Trúc Kim giờ là một trong hạnh đầu đà. Cho nên đừng có buồn.
Bây giờ là mình cứ nghĩ là mình đang tu hành đầu đà, ngồi nhiều hơn nằm. Rồi lâu lâu vậy đứng đi tới đi lui, quý ngài thường đi thiền hành. Cái cách nữa đó là các vị tu hành đầu đà thì ăn mặc đơn giản. Có khi quý ngài ăn mặc chỉ lấy những cái vải vụn ở trong bãi tha ma đó. Cho nên quý vị biết ngày xưa thời của Phật đó, các thầy không có may y. Y của quý thầy là đi vô trong rừng rồi coi người ta điểu tán. Hồi nãy qua nói nó điểu tán, ta lấy vải trắng rồi quấn lên cái xác chết á, rồi người ta bỏ ra đó, rồi mấy cái con này con kia nó ăn, nó rỉa xong rồi bắt đầu mấy cái miếng vải nó bắt đầu nó nằm bên cạnh á, thì bắt đầu lượm mấy cái vải đó về, tấm nào nguyên nguyên á đem về giặt sạch rồi cắt tỉa cho nó gọn gọn, rồi đắp một thành cả trăm miếng vậy đó, có hơn nữa đó, thành một cái y quấn lên người. Thì cái y đó gọi là y bá nạp. Chữ bá là một trăm, chữ nạp là kết lại. Có thể là nó hơn cả trăm miếng, nhưng mà để mình gọi gọn cái tấm y đó thì cái y đó gọi là y bá nạp, chứ không phải là y bá láp. Có một cái cô đó, cô đi chùa, cô nói trời ơi, bữa nay tôi đi chùa tôi thấy toàn là hòa thượng cao tăng không. Ta mới hỏi sao chị biết là hòa thượng cao tăng. Cô mới nói tôi thấy quý thầy đắp y bá láp không. Ý cô muốn nói là cái y bá nạp á, tức là miếng vậy nè. Thì bây giờ đây á, ngày nay ở một cái xã hội mà chúng ta không có còn cái kiểu đó nữa, nhưng chúng ta vẫn giữ cái truyền thống mua vải về nhưng mà không có để nguyên mặt, cắt ra từng miếng rồi ráp lại. Bây giờ quý vị thấy cái y quý thầy đó, nói từng miếng vậy đó, thì đó là một hình thức mà ráp đó. Nhưng mà bây giờ mình có máy móc, cho nên mình ráp có chỉ, có lằn, có đường, có viền rồi đại khái vậy. Chứ ngày xưa là, quý vị có nhớ mình học kinh ví dụ tấm vải đó, nhớ không? Đi vô bãi tha ma, lượm tấm vải lên, thấy tấm nào nguyên, bỏ túi đem về, giặt rửa sạch sẽ rồi kết lại. Ở Việt Nam mình hồi xưa nghèo cũng mặc vậy thôi. Chùa là gia chủ mà tới xả tang á, xả xong rồi là nhà chùa xin lại hết. Xin lại xong bắt đầu kéo thẳng tấm vải đó ra, một miếng kết cho thành đủ một miếng vải 4 mét. Rồi bắt đầu mới cắt quần áo, rồi mới lấy cái vỏ măng cục á, nấu rồi đem nhuộm cái vải y, cái vải tang đó đi. Cho nên ngày xưa ở Việt Nam là người ta mặc vậy đó. Và phải lấy hai cái trái nâu và sòng nấu pha trộn cái màu, cho nên chúng ta thường gọi là nâu sòng. Mà nâu sòng á là hai cái loại cây, hai cái loại vỏ để mà pha lại, củ nâu củ sòng, chứ không phải là cái từ chúng ta nói đơn giản là nâu sòng là nói cho nó suông miệng. Quý vị hiểu ý không? Giống như ngày xưa mà người ta con gái mà muốn tóc thơm đó là người ta lấy nước bồ kết á, người ta gội đầu. Cho sau này mà để khen ngợi các cô gái mà dám xả tóc đi tu đó, ngày xưa nước bồ kết gọi chiều về buông xõa tóc hương. Tức là ngày xưa mình á, chiều mình xõa tóc, mình lấy nước bồ kết, mình gội đầu. Bây giờ mình dám quyết định sáng nay trên triền núi thú, chân tâm một quyết lên đường, nghe hải triều dân, một tâm mà động mười phương. Cái bài thơ mái tóc vốn màu gỗ quý, nay dân thành khói trầm thơm, nét đẹp đi về vĩnh cửu, vi diệu thay ý vô thường. Để khen ngợi cái người dám hy sinh cái mái tóc của mình để đi tu. Và ngày xưa là người con gái muốn tóc thơm mịn thì người ta lấy nước bồ kết người ta gọi. Và ở Việt Nam mình không có cái gì nhuộm thì lấy vỏ của hai cái loại nâu và sòng gom lại để làm thành cái màu để mình mặc. Cho nên bây giờ quý vị thấy quý thầy mặc màu nâu thì mình mới nói trời ơi, mình tu hành là ở đời, cuộc đời mình là nâu sòng, ý muốn nói là cái màu nhuộm của ngày xưa. Thì các vị
mặc áo bằng những tấm vải ráp lại. Mỗi người chỉ được 3 chiếc áo và không được nhiều hơn. Thì thông thường á, người ta mỗi một vị thầy có 3 y và có quyền có thể có thêm đồ đạc, những bộ đồ để thay thế. Nhưng mà đối với các vị đã phát nguyện tu cái hạnh này thì quý ngài nhận vừa đủ chứ không hơn. Thì như vậy đại chúng đừng có lầm cái khổ hạnh của nhà Phật. Đức Phật chấp nhận cho cái cách khổ hạnh, có nghĩa là chỉ nhận đủ mà không hơn, hoặc là quy định một cách nào đó sống không có làm cho thân thể mình bệnh tật nhưng mà vẫn đủ sức khỏe để tu hành. Thôi mà ví dụ như là ở cái thời đại bây giờ mình cũng có thể tập những cái cách đó. Ví dụ như bây giờ mình ngủ một cái giường to quá, rồi mình lăn, mình ngủ thoải mái, thì bắt đầu mình sanh cái tâm đắm chìm cái cách ngủ theo thoải mái. Nhưng mà cái người ta muốn thúc liễm thân tâm thì người ta nằm sao? Một là ta kiếm cái giường vừa đủ người ta, hai là ta nằm mé. Ví dụ như mình cũng ăn, nhưng mà mình ăn thôi tập á, có gì ăn no bụng được, miễn là nó đừng có hư. Đại khái là để mình no bụng, để mình tu, đừng có quá khó dễ trong cái việc ăn uống, thì cũng là một cái cách mình tu, mình thúc liệt. Chứ đầu đà khổ hạnh theo cách này để làm gì? Chẳng qua là một hình thức thúc liễm để cho tâm ý của chúng ta đừng có sanh những cái sự gọi là chìm đắm. Vậy thôi. Chứ đừng có quan, đừng có hiểu lầm khổ hạnh là đang khỏe vậy, bệnh hoạn vậy, cái ông chịu uống thuốc, hay là trời lạnh ra ngoài sân ngồi, trời mưa ra tắm mưa cho cảm, rồi vô sổ mũi để mũi chảy ròng ròng vậy, hỏi để làm gì khổ hạnh đại khái vậy. Cái đó không phải, những cái cách đó không phải khổ hạnh. Mà cái chữ khổ hạnh đây có nghĩa là chúng ta hãy sống một cái hạnh khiêm tốn, biết đủ, đại khái là giảm thiểu những cái gì mà chúng ta cho rằng không cần thiết. Vậy là được. Ví dụ như bây giờ ở một cái quốc độ này chúng ta cần một cái phong tay. Được, có phong tay. Nhưng mà đừng nghĩa là làm sao cái phong tay đó đủ để mình gọi phone, mình nhận phone trong những cái trường hợp gọi là quan trọng. Chứ không cần phải kiếm một cái phone thật là đắt tiền, thật là modern để mà chúng ta chạy theo một cái kiểu cách của đời mới, thì tự động mình bị cái đó nó lôi. Thể mà muốn cho đẹp, cho sang thì chúng ta phải kiếm tiền cho nhiều để trả cho những cái đó. Ở bên truyền thống Nam Tông á, người ta vẫn giữ cái hạnh đầu đà này cho cư sĩ. Thí dụ như bây giờ Pháp Hòa nói hôm nay lễ Quan Âm, dĩ nhiên Nam Tông là không có kỷ niệm lễ Quan Âm, nhưng mà lễ Phật Đản đi, thì người ta thay vì người ta tổ chức một cái buổi tiệc hay một buổi ăn mừng á, thì cái cách của người ta là sao? Cái truyền thống Nam Tông là về chùa thọ hạnh đầu đà, một đêm không ngủ, suốt đêm đó không có ngủ. Mà không ngủ làm gì? Tổ chức nghe pháp, tụng kinh, ngồi thiền, lại Phật, thiền hành, đàm luận Phật pháp, tạo những chương trình mà cho mọi người thức và tu hành chứ không ngủ. Thì cái đêm đó đó gọi là đêm không ngủ, mà người ta dùng cái từ chuyên môn là đêm tối nay tôi về chùa để tôi thọ hạnh đầu đà. Thọ tức là giữ cái hạnh đó trong một đêm không ngủ, rồi sáng mai xả, tức là từ đêm nay cho tới ngày mai không ngủ, rồi suốt đêm vậy đó. Thí dụ như tối nay quý vị đó thôi nhân vía Quan Âm mà hôm nay lại hết cũng ngàn mấy thì cũng khá rồi, nãy giờ cũng nghe pháp đượm tiếng rồi, thôi giờ sẵn dịp dậy ở chùa luôn, tối nay tổ chức thêm đàm luận Phật pháp, tụng thêm kinh rồi dậy tới sáng rồi chiều mai 4-5 giờ rồi về nhà đó, thọ hạnh đầu đà đó. Duta là tiếng Ấn Độ, và chúng ta âm là đầu đà, dịch nghĩa là khổ hạnh. Thì đại chúng nhớ chữ khổ hạnh của
của cái cách mà chúng ta tu tập là không phải hành thân ép xác, mà chúng ta dùng làm cái gì đó cho nó chỉ đủ thôi. Quý ngài đi thức thực, ngày bữa không hơn. Chiều tối đói bụng uống nước lạnh, chứ nước cháo cũng không uống. Thay vì người ta nghĩ là nước cháo không có nhai, không, uống nước cháo cũng được. Quý ngài là nhất định chỉ nước lạnh thôi, chứ không uống nước cháo. Giờ hay là bột khuấy được cũng không uống à, đại khái là như vậy. Thì cái hạnh đầu đà này có bao nhiêu cách? Có 12 cách. Chúng ta gọi là 12 cái hạnh đầu đà. Thì bây giờ mình kiểm lại trong cuộc sống hàng ngày, có thể 12 hạnh này mình làm không hết, nhưng mà 1-2 hạnh ở trong này mình có thể làm được. Mình có thể làm được. Pháp Hòa ví dụ á, không phải Pháp Hòa khoe, nhưng mà Pháp Hòa nói vậy nè. Thường thường qua đi giảng á, đi đến chùa hay là ở lại đêm nhà Phật tử, thì người ta hay để sẵn trên giường cho mình một bộ khăn mới. Thì thường cái cách Pháp Hòa đó là không bao giờ Pháp Hòa xài cái khăn tắm bự. Nếu lỡ quên mang khăn của mình theo thì mình sẽ dùng cái khăn của người ta, nhưng mà chỉ vừa đủ một cái khăn nhỏ nhỏ thôi, vì mình không muốn phí. Nếu Pháp Hòa mang khăn theo, không bao giờ Hòa xài khăn của người ta, vì mình nghĩ á, mình xài rồi mình đi về đó, cái khăn đó người ta không dùng, người ta bỏ uổng. Rồi Pháp Hòa đi là Pháp Hòa mang cái túi y, mà đến cái túi y á, mà ngủ trên giường á, là để cái túi y trên đầu, ngủ ở trên cái túi y đó, vì mình không muốn làm dơ gói mền của người ta. Tức là mình cố gắng mình làm sao để mình không phải có một đêm thôi thì mình phí của người ta, mình không muốn. Nếu mà có mang bàn chải, kem đánh răng đồ thêm là dùng, lỡ không có mới dùng của người ta. Chứ còn không có phải thấy người ta để cái là khui ra rồi xài rồi dục rồi vứt, không bao giờ. Thì mình không phải là mình khoe, nhưng mà Pháp Hòa chia sẻ như vậy để rồi đại chúng mình có thể mình thực tập trong cuộc sống hàng ngày của mình. Đi tới đâu mình thấy cái gì mình không nhất thiết phải phí, đừng phí. Vì đó là một cái cách mà chúng ta vô tình chúng ta sẽ giảm phước. Mà khi phước nó giảm rồi á, thì chúng ta sẽ thường sanh ở những cái quốc độ không có ăn, không có mặc. Đời này á, mình sanh ra cõi này á, đã là phước lắm rồi. Thỉnh thoảng có thiếu ít chút á, thì mình biết rằng so cái người thiếu hơn á, là mình đỡ. Chứ nó không có dám phí, chứ không phải thấy mà bỏ đâu. Pháp Hòa nói ví dụ như là tại sao ở trong chùa thỉnh thoảng mình cũng có những cái đồ rất tốt, nhưng mình thấy rằng cái số lượng mình còn xài được á, để ra xài trước, khi nào nó hư, nó bể rồi mình thay cái khác. Chứ còn không phải là thấy có cái mới rồi đem hết cái cũ, mà mặc dù cái cũ nó chưa có gọi là hư hao gì hết, đem vứt thùng rác cũng không nên. Cái đó là một cái cách mà chúng ta nhớ là những cái gì trong chùa này chúng ta xài. Không phải cái chùa này không, mà tất cả chùa chiền chúng ta đang sử dụng, không có cái gì mà tự một mình bỏ tiền ra mua hết đó. Toàn là của đàn na tính thi, cho nên không có dám phí. Một miếng nước, một miếng cơm, một miếng gạo, vân vân, không được phí. Chẳng hạn ngày hôm qua đi ngang cái thùng, Tiểu Hòa thấy là có hai cái tấm giấy khăn lau tay còn mới tanh mà bị vứt vô trong cái thùng đó, một lát mà nó vô sọt rác. Thì Pháp Hòa lại lấy nó lên vũ sạch, để đó một lát mình lau nước, lau bàn gì đó, cuối cùng rồi mình dùng. Thì có người đi ngang, nếu ai đó thấy nó, trời ông này keo dữ nha. Dạ thưa không phải, cái đó không phải, nhưng mà mình biết rằng cái đó không phải là của mình mà của đàn na tính thí. Người ta, Pháp Hòa luôn luôn nhớ cái bài để mình nguyện trước khi mình, sau khi mình ăn cơm đó. Cơm ngày ba bữa, bởi lòng từ bớt ăn nhín mặt của đàn na. Thân mặc ba y, hằng nhớ công khó khổ của người thợ dệt. Thuốc men giường chổng, bởi lòng từ cúng của tín chủ. Học đạo tiến tu, nhờ lòng từ dạy răng của thầy tổ. Thì mỗi ngày mình thọ cái đó hết. Nào cơm ăn ba bữa, nào áo mặc bốn mùa, nào thuốc men khi bệnh, nào giường chổng lúc mình cần. Có cái gì ngày nào mình không khỏi sử dụng mấy cái này không?
mà không phải của mình, toàn là của từ thầy tổ đàn na tính thí, người ta gom lại người ta cho mình. Thế thì mình không có dám phí. Còn nếu như mà mình cứ vẫn một mực, nếu nói theo tiếng Anh là khu khe, có thì cứ xài xả láng hết tính sao đó, thì cũng sẽ được. Nhưng mà rồi mình sẽ mắc vào một cái quả báo là mình sẽ ở những cái nơi chốn lúc nào cũng bị thiếu thốn. Tại sao có những người người ta dư? Ví dụ như bây giờ mình nhìn trong một cái đạo tràng mình thấy dư, thì mình biết rằng do công phu tu tập, cái phước mình nó đủ, thì tự nhiên mọi người mang đến. Tại sao có những người người ta thiếu quá? Vì người ta thiếu tu. Bây giờ mình bị mình thiếu, đừng ganh với người có, mà hãy tu tập để mình tạo thêm cái phước. Mình đã thiếu cái phước không có rồi mà còn đi ganh tị với người ta, hai cái giảm nữa. Đã phước đời hiện vật chất không có, sanh tâm thêm ganh tị thì giảm tiếp, rồi đời sau khổ nữa. Cho nên nếu muốn tạo phước, thấy người ta có mình xin tùy hỷ, tùy hỷ theo cái đó. Cho nên Pháp Hòa thưa đại chúng, hạnh đầu đà, khổ hạnh đó nghĩa là không phải chúng ta đem thân xác của mình ra hành hạ, thưa không phải, nhưng mà chúng ta nên tập những cái gì mà nó gói ghém ở trong cái phạm vi mà mình có thể làm được. Chẳng hạn như mình thấy một cái quyển kinh thiếu có một trang à, chỉ cần mình copy cái trang đó mình kẹp vô là quyển kinh nó đầy đủ, thì tại sao mình lại đem cuốn kinh đó mình dùng rác, trong khi đó cả bài cuốn kinh dày vậy thiếu có một trang, thì cái đó là mình phí. Có bà nói ví dụ vậy. Hay là cái gì còn ăn được mà chúng ta không có dùng nó, đem bỏ đi thì cũng tội, vì người ta cực nhọc người ta làm ra, thì có thể mình làm ra cho đại chúng dùng. Cho nên đừng có cất, có thì mang cho đại chúng ăn, mà mình khổ một cái là cứ thấy có dư cái đem cất, cất cái riết cái mình quên đó, lâu ngày nó hư nó cũ cái đem bỏ một rác, nên nó phí vô cùng. Thì thôi hôm nay ở trong cái phạm vi của cái bài học chúng ta học về tôn giả Kisa Gotami, do một cái khổ là mất người thân, và sau đó cô đã ngộ đạo ở cái chỗ là cuộc đời này, ai một sinh ra cõi đời này thì cũng có ngày hoại diệt. Và trong khi mà cô cái vạn vật nó thay đổi liên tục như vậy, cô đã chứng ngộ và cô phát nguyện thọ cái pháp tu đầu đà là khổ hạnh. Và có 12 cách, Pháp Hòa xin đọc một lần để cho đại chúng nghe. Một là tránh xa chỗ đông đảo người đời. Hai là ở giữa bãi tha ma nơi có những mồ mả. Ba là nghỉ ở gốc cây. Bốn là ngồi ở nơi trống trải. Năm là ngồi nhiều nằm ít, hoặc chỉ ngồi suốt đêm mà không bao giờ nằm. Sáu là thường đi xin ăn. Bảy là đi xin ăn theo thứ lớp, lần lượt từ nhà này nhà khác mà không phân biệt giàu nghèo. Tám là chỉ ăn ngày một bữa. Chín là ăn một bữa chỉ ăn những gì xin được trong bát, và chỉ ăn vừa đủ. Nên là mình thí dụ mình ôm mình bát mình đi khất thực, mình đi khất thực cái có thể là mình đi chung 5 người mà người ta có 4 miếng đậu hũ à, đã cúng 1, 2, 3, 4 cái tới mình cái hết đậu hũ, thì mình đem về là mình nhớ là mình ăn rau trong đó chứ không ngó qua cho tôi miếng đậu hũ coi biểu người ta chia đậu hũ cho mình, đó là không phải, đó là trong bát có gì thì mình xin được cái gì mình ăn cái nấy. Và đồng thời khi mình đi xin á là mình đi thứ lớp chứ không có phân biệt. Cái này á là người ta gọi là thứ đệ khất thực, tức là đi tuần tự nhà này sang nhà khác mà không phân biệt. Mà ở trong đệ tử Phật có hai vị tôn giả mà rất là vui á, vị tôn giả mà chuyên môn lựa người nghèo xin, không xin người giàu, là tôn giả Maha Kajip. Còn một vị tôn giả nữa đó, thì đối nghịch lại cái đó, không bao giờ xin người nghèo, chỉ lựa nhà giàu xin, là tôn giả Tu Bồ Đề. Nhưng mà hai tôn giả thì có hai cái lý của quý ngài.
Tôn giả Ca Diếp thì nghĩ rằng cái kẻ nghèo, cái anh nghèo là tại đời trước anh không bố thí, anh không biết lòng phước cho nên đời này anh nghèo. Mình không khai thị, mình không đến xin thì làm gì anh có dịp anh cho để anh giảm cái đời nghèo của anh. Cho nên mình phải tới xin. Anh cho đồ thiêu cũng được, nhưng mà nhất định phải xin. Xin để anh cho. Có một lần mà Tôn giả Ca Diếp mà xin cái chén nước, nước thiêu á của cái bà già đó ở Việt Nam mình, không qua không biết giờ còn không chứ không qua nhớ hồi nhỏ đó. Những người ăn xin nó tội á, người ta tới người ta mình thấy mình ăn mì hủ tiếu vậy, người ta cứ chờ cái chén nước mà mình ăn xong mình đứng dậy là người ta trút cái nước thừa đó vô trong cái chén. Chắc bây giờ thì hết rồi, bây giờ ăn xin cũng cao cấp rồi. Chứ ngày xưa là vậy. Thì có một lần Tôn giả Maha Ca Diếp thấy bà già đó nghèo quá đến xin. Bà nói con cũng muốn cho lắm mà khổ nổi, bây giờ con xin được cái chén nước mì hủ tiếu người ta ăn dư mà bây giờ con để cả đêm hôm giờ nó cũng chua rồi ăn được. Tôn giả nó không sao, miễn bà cho thôi, tại vì đời trước bà không có biết bố thí làm lành cho nên đời này bà nghèo. Đến cái nước thừa mà muốn ăn cũng bị thiêu nữa thì mình biết là nghèo hết cỡ rồi chứ gì nữa, phước tận cùng rồi. Còn ngày tu Bồ Đề á, ngày quan niệm trời ơi người ta nghèo rồi mà xin cái gì nữa, còn cái anh giàu anh dư quá không tới xin. Thì hai tôn giả là hai cái lý thì đều Phật bị Phật quở hết, bởi vì cái đó là một hình thức thái quá bất cập. Tức là một người thì cứ chấp vào cái hình ảnh là phải xin của nghèo, nhưng mà bình đẳng là gì? Bình đẳng là xin thứ lớn. À, thí dụ lỡ tới ngang nhà nghèo ta cho được miếng mì căn xả ớt, đi ngang cái nhà kia nghèo không có mì căn xả ớt chỉ có tàu hũ muối xả thôi thì cũng được, tức là không phân biệt. Ăn ngày một bữa, ăn những gì xin được trong bát, ăn một bữa vào buổi trưa, buổi chiều dù nước gạo cũng không uống. 11 là mặc áo bằng những mảnh vải rách đi kiếm được và vá chấp lại. 12 là mỗi người chỉ được có 3 chiếc áo, không được có nhiều hơn. Tại vì nếu mình có dư thì định cho. Đó thì đại khái là 12 cái pháp của một vị đầu đà. Và Pháp Hòa nghĩ rằng trong cái đường tu của chúng ta, chúng ta cũng có thể học theo những cái hạnh của các bậc tôn giả. Dù mình không khổ hạnh đủ 12 mối, bảo đảm là vô nghĩa địa ngủ là không dám rồi đó. Trời ơi, ban đêm đi ngang mà còn sợ gần chết mà làm sao vô đó ngủ được, phải không? À, ở chỗ đất trống là không dám rồi đó. À, và đi ăn xin là không có rồi đó. Nhưng mà đừng có lo, mình phải xin cao cấp. Hồi xưa mình đi khất thực, bây giờ không có khất thực nữa, phone xin. Chị ơi, tuần này cho tôi miếng xôi. Chị ơi, tuần này cho tôi muốn chè. Đó là hình thức khất thực chi nữa. Nhưng mà ta cho gì hưởng đấy nghe. Có bữa, bây giờ khất thực mà sang nữa chứ hỏi muốn xin gì. Còn ra giá nữa chứ, chè đậu, chè đậu giá, đậu mà không phải đậu trắng nha, chè đậu giá đây hoàng. Mà ra điều kiện nữa nghe, phải có chén nước cốt dừa và ăn xin cao cấp. Thôi thì hôm nay chúng ta học về cuộc đời của Tôn giả Kisa Gotami để chúng ta thấy rằng ở trong Phật Pháp á, những người đến với Đạo Phật bằng nhiều khía cạnh. Có những vương tôn công tử mà cũng có những người đến bằng những cái con đường đau khổ. Cho nên mình thấy ai đau khổ đó mà người ta bắt đầu bước vào đạo, đừng có cười người ta. Cái cơ duyên người ta nhiều khi người ta cũng sẽ cao lắm. Thì có những người người ta xin lỗi như người ta đổ vỡ chuyện gia đình, ta buồn quá ta vô chùa. Thì mình đừng có nói hồi đó còn vui sướng đâu có tới đây, thấy không? Rồi bây giờ đó, gia đình tan nát mới tới đây đó thì cũng được thôi. Vô đây rồi mình đem Phật Pháp, mình làm cái keo sơn để mình hàn gắn cái tâm khổ đau người ta lại. Cho nên cửa người ta thường nói đó, là đạo Phật là đạo từ bi và cửa chùa là mở rộng là vậy đó. Có những người người ta lầm lỗi rất là sai, nhưng mà khi người ta bước vào trong chùa thì chúng ta cũng phải đem cái tâm nguyện mà chúng ta ôm ấp. Nhưng mà tự thân cái người đó phải tự hiểu và cố gắng sửa đổi, trao dồi để mình xứng đáng là một cái người ở trong chùa và thọ ơn của tình thương của quý thầy, quý cô và nhận của đàn na tín thí. Chứ không nên
sanh cái tâm gọi là thôi khổ quá, giờ được chỗ này ngủ thì có phòng, ăn thì có chỗ, đại khái rồi ngày qua tháng lại thì chúng ta sẽ bị tổn giảm. Cho nên nếu chúng ta không mang cái tâm niệm tu hành, thì kính chúc đại chúng nghe bài học hôm nay luôn được thêm tinh tấn. Và cuối cùng thì Pháp Hòa chỉ muốn đọc một cái bài kệ mà Đức Phật đã đọc cho Tỳ kheo ni Kisa Gotami nghe. Và nghe xong bài kệ này, bà liền chứng đạo. Và đây là bài kệ 4 câu. Ai sống 100 năm không thấy câu bất tử, tốt hơn sống một ngày thấy được câu bất tử. Hay là nói một cách khác, người ai sống 100 năm mà không biết tu hành không bằng sống một ngày mà biết tu mà chuyển hóa. Thì đó là cái bài kệ Đức Phật đọc lên. Tại vì Đức Phật thấy rằng cuộc đời đau khổ của bà, mà bà đã thấy được ánh sáng tu hành, thì Đức Phật khai thị sống 100 năm mà không thấy đạo, mà nếu chúng ta sống được một ngày mà thấy đạo thì chúng ta thêm vui. Và đại chúng có nhớ Pháp Hòa hay đọc cho quý vị nghe cái câu là triêu văn đạo tịch tử khả hỷ không? Sáng nghe đạo lý, chiều có chết cũng vui. Có nhớ câu đó không? Thì vừa rồi ở bên Houston có một cô Phật tử ở xa bay qua Houston tu học trong một cái khóa tu mùa hè. Cô bị trúng gió chết. Thì khi mà người ta mở bóp cô ra, trong bóp không tiền không bạc gì hết, chỉ có một tờ giấy lưu lại trong cái bóp đó, đó là cái câu đó: sáng nghe đạo lý, chiều có chết cũng vui. Và cô đã mất cách đây 1-2 năm gì rồi, Pháp Hòa có nghe cái chuyện đó. Nhưng mà cái chuyến đi này Pháp Hòa nghe kể chi tiết hơn, là khi mở cái bóp cô ra thì có một câu đó. Thì Pháp Hòa nghe Pháp Hòa rất là cảm động, và thấy rằng cô có mất nhưng mà cô sẽ được ở những cái nơi an lạc. Tại vì thứ nhất là trong khi trong khóa tu và cô mất, tức là không có phiền não. Và cái thứ hai được đại chúng hộ niệm. Và thứ ba là cuộc đời của cô không có gì để giữ, không tiền, không bạc, không gì hết, chỉ có một câu bỏ vô giỏ đó để làm hành trang cho mình, và cũng để lại một sự nhắc nhở cho mọi người. À, mà khi ai dở ra cái câu đó thì có lẽ họ sẽ nhớ đời. Sáng nghe đạo lý, chiều có chết cũng vui. Chúc đại chúng an vui và ngày mai sẽ gặp lại. Và chúng ta hồi hướng.